Ừ, Linh. Mẹ à? À đây mẹ. Đây là bạn trai mẹ con ạ. Bạn trai ạ? Ừ. Bao nhiêu tuổi ạ? Bằng tuổi con đấy. Con gái à? Hôm nay mẹ có chuyện muốn nói. Mẹ thấy con đã trưởng thành rồi. Và mẹ muốn có cuộc sống riêng của mẹ. Mẹ muốn dọn ra ở riêng cùng bạn ấy. Con thấy thế nào? Dạ, cũng được ạ. Tùy mẹ thôi ạ. Alo, anh để ý mẹ tôi giúp tôi nhé. Ok. Con chào mẹ ạ. Chào Dượng. Ngồi đi con. Dạ. Ừ, Linh à. Đợt này công ty của Dượng có chút trục trặc. Con có thể cho Dượng mượn một ít tiền được không? Đợt này mẹ vẫn hạnh phúc chứ? Ừ, mẹ vẫn ổn. À, con có cái này cho Dượng nhá. Dượng xem cái này đi. Mày dám động vào mẹ tao à? Mày thích chưa tới đâu thì tao chiều mày tới đó. Ra đường ngó trước ngó sau coi chừng đầu mày bắt bó.